Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình 360 độ cổ phiếu được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy. Đồng hành với tôi ngày hôm nay là bạn Giang đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Và ngày hôm nay thì là một cái số rất là đặc biệt bởi vì chúng tôi sẽ thay vì chỉ nói về một cổ phiếu như mọi số thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về hai cổ phiếu. Đấy là cổ phiếu SSC và cổ phiếu PHR thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp. Chúng ta hãy cùng xem là cái hai cổ phiếu này thì cổ phiếu nào xứng đáng để nhà đầu tư quan tâm và theo dõi và đầu tư hơn. Và bởi vì do là hôm nay là có hai cổ phiếu như vậy cho nên thành ra là cái format của chương trình nó cũng sẽ có một chút thay đổi. Phần và sẽ có bốn phần. Phần đầu tiên đấy là nói về tổng quan của ngành bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam. Phần thứ hai chúng tôi sẽ so sánh hai cổ phiếu tiêu biểu, đấy chính là SSC và PHR về những cái đặc điểm nổi bật của hai cổ phiếu này để chúng ta có thể biết được ưu và nhược điểm của từng cổ phiếu. Phần thứ ba chúng tôi sẽ nói về tiềm năng tích cực của cổ phiếu, nghĩa là những cái catalyst mà nhà đầu tư khi mà đầu tư thì có thể kỳ vọng là sẽ giúp cho cổ phiếu tăng giá trong ngắn hạn. Và cuối cùng đấy chính là cái rủi ro mà nhà đầu tư cần lưu ý nếu lựa chọn đầu tư một trong hai cổ phiếu này. Và tôi sẽ vào phần đầu tiên. Đấy là tổng quan về bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam. Thì hiện tại là có 394 khu công nghiệp được đầu tư tại Việt Nam và có khoảng và tổng diện tích sẽ khoảng là 80.900 hectare. Trong đấy thì đang có 286 khu công nghiệp đang hoạt động và 108 khu công nghiệp là đang xây dựng. Nghĩa là cái số lượng hoạt động là đang khoảng là tầm 3 phần 4 cái số lượng xây mới. Và ở một số vùng khu và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái khu công nghiệp lớn nhất thì hiện tại là ở miền Nam là chiếm đến tận là 25.000 ha, 25.200 ha. Trong khi đấy thì khu miền Bắc thì là 9.700 và chúng ta có thể nhìn thấy là những cái khu công nghiệp lớn tại miền Nam đó chính là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Còn ở miền Bắc thì là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương hay Hưng Yên. Thì cái tỷ lệ lấp đầy hiện tại thì ở Sài Gòn đang là 75% thấp hơn so với cả cái vùng phía Bắc là 85%. Và chúng tôi nhận định rằng là cái nhu cầu về khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ vào các hiệp định FTA thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam. Kéo thay đấy thì cái nhu cầu về bất động sản khu công nghiệp sẽ gia tăng. Cái EVFTA này thì Việt Nam đã được 6 đã cấp được 60.796 bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO theo Euro và giúp cho cái việc là trị giá là khoảng 2,5 tỷ USD này thì cái xuất khẩu Việt Nam sang EU sẽ tăng khoảng 44,4% dự kiến trong năm 2030. Ngoài ra nữa thì nhiều doanh nghiệp cũng công bố cái kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, trong đó ví dụ như là LG hay là Intel hay Mitsubishi hay là Ford. Và cái luận điểm tiếp theo mà chúng tôi muốn nói đến về việc là cái bất động sản khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng mạnh, nhu cầu về bất động sản khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng mạnh, đấy chính là cái chiến dịch Trung Quốc cộng một và cái làn sóng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là có rất là nhiều công ty mà có tại các quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan hay Hàn Quốc cũng đang dịch chuyển dần sang Việt Nam, ví dụ như là Hanwha hay là Huofu hay là TCL, Nintendo hay là Sharp. Và Việt Nam thì hiện tại vẫn đang là một cái điểm rất là hấp dẫn để các nhà đầu tư bất động sản khu công nghiệp, bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy là cái thuế suất của Việt Nam hiện tại là khoảng 20% thấp nhất trong khu vực. Số lượng khu công nghiệp thì cũng rất là lớn để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người thuê. Ngoài ra nữa thì cái đặc biệt hơn nữa là cái giá thuê trung bình của Việt Nam thì rẻ gần gần một nửa so với cả những cái nước cùng khu vực ASEAN, ví dụ như là Indonesia hay Philippines hay là Thái Lan, Malaysia thì đều có cái giá thuê là gần 200 đô một mét vuông, trong khi Việt Nam giá thuê trung bình chỉ khoảng hơn 100. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái chi phí nhân viên của Việt Nam hay chi phí giá điện cũng rất là thấp so với cả mặt bằng chung của khu vực. Thì những cái điều này sẽ chính là những cái lợi thế giúp cho cái việc là cái khu công nghiệp tại Việt Nam là sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa trong tương lai. Và cái mức thuế và cái chúng ta có thể nhìn thấy là cái thuế 20% này vẫn chưa phải là cái ưu đãi nhất của chính phủ Việt Nam dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, mà chúng ta có thể thấy rằng là nhiều chính sách của các tỉnh là sẽ có miễn thuế 2 đến 4 năm hay và sau đấy là giảm thuế từ 3 đến 15 năm cho những cái khu công nghiệp này, và cái việc này sẽ giúp cho Việt Nam ngày càng phát triển, thì điện kéo theo đấy là sẽ là nhu cầu về kho bãi là giúp tăng. Qua đấy thì là nó cũng sẽ giúp cho bùng nổ cái nhu cầu của khu công nghiệp hơn. Và khi mà cái nhu cầu khu công nghiệp gia tăng trong thời gian sắp tới thì đồng thời đấy sẽ là giá thuê của các khu công nghiệp cũng sẽ có triển vọng là tăng trưởng trong thời gian ngắn và trung hạn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở đây chúng tôi có một số cái liệt kê về các giá thuê khu công nghiệp
tăng qua các vị trí ở qua các năm quá khứ và được dự đoán là tăng trong tương lai. Và bây giờ thì mời bạn Giang có thể nói thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái việc là cái triển vọng cầu của khu công nghiệp và sau đấy thì một số thông tin khác của ngành. À, vâng, xin cảm ơn anh Duy đã nói về cái tiềm năng và triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong tương lai. Thì như anh Duy đã vừa nói về phần cầu, chúng ta có thể thấy rằng là cái cầu của bất động sản khu công nghiệp sẽ có nhu cầu, sẽ có xu hướng là nhu cầu đang ngày càng tăng. Vậy thì nguồn cung thì như thế nào? Quý vị khán giả có thể thấy trên slide thì có thể thấy rằng là cái quỹ đất phục vụ cho khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng trong 3 năm tới. Cụ thể trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã tăng tốc thành lập mới 25 khu công nghiệp, bổ sung đâu đấy gần 7.502 diện tích đất công nghiệp. Và đây là mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây kể từ năm 2015. Ngoài ra, các công ty bất động sản khu công nghiệp cũng tăng tốc mở rộng quỹ đất và dự kiến trong 3 năm tới, các công ty bất động sản khu công nghiệp sẽ triển khai quỹ đất lớn để đưa vào hoạt động. Cụ thể đây là có PHR và BCM. Và nếu mà nói là nếu mà chúng ta nói riêng về cái bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam thì miền Nam có nghĩa có hai miền Bắc Trung Nam, thì miền Nam là mảnh đất màu mỡ về bất động sản khu công nghiệp. Như quý vị nhà đầu tư có thể thấy rõ ở trên slide, cái tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tại các tỉnh thì hiện tại Bình Dương đang là tỉnh có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp cao nhất với 99%, và với các tỉnh khác như Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu với tỷ lệ lấp đầy đang khá là khiêm tốn so với Bình Dương khoảng 79 đến 84%, thì cho thấy rằng cái dư địa phát triển bất động sản khu công nghiệp ở hai tỉnh này đều đang còn. Ngoài ra giá chào, bởi vì cái tỷ lệ lấp đầy như thế cho nên cái giá chào thuê ở các tỉnh cũng đã có sự thay đổi, cũng có sự chênh lệch mức giá. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh thì có giá chào thuê cao nhất với 147 đô trên mét vuông trên một kỳ thuê, trong khi đấy giá chào thuê trung bình tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu là 65 đô trên một mét vuông trên một kỳ thuê. Và chúng tôi dự kiến trong giai đoạn 2020-2025, giá cho thuê bất động sản khu công nghiệp vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng do nhu cầu khu công nghiệp trong thời gian tới vẫn đang tăng cao. Ngoài ra trong ngành bất động sản thì có cái mà chúng ta rất quan tâm tới, đấy là vấn đề pháp lý. Bởi vì trong bất động sản thì cái vướng mắc lớn nhất đấy là khâu pháp lý. Và mới vừa qua thì chính phủ đã ban hành cái dự thảo nghị định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế thay thế nghị định 82 tạo bước đà phát triển cho bất động sản khu công nghiệp. Thì cái dự thảo này có 4 điểm chính sau đây. Thứ nhất là chính quyền cấp tỉnh thành có nhiều thẩm quyền hơn trong việc phê duyệt các dự án khu công nghiệp. Cụ thể đối với các dự án khu công nghiệp với diện tích dưới 200 ha thì cấp chính quyền có thể duyệt được những dự án này thay vì trước đây phải đưa cho cấp chính phủ duyệt. Cái thứ hai là các quy định mới về phát triển khu công nghiệp để tài trợ bằng tiền trả trước từ người thuê. Điều này sẽ tạo được một cái sự support về vốn cho các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Thứ ba là bổ sung các giải pháp cho việc tăng giá cho thuê đất khu công nghiệp. Và cuối cùng là các quy định và hướng dẫn toàn diện hơn về các mô hình khu công nghiệp. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới các mô hình khu công nghiệp tập trung trong một chuyên ngành. Ví dụ khu công nghiệp chuyên về làm gỗ hoặc khu công nghiệp chuyên về làm một cái mảng nào đấy thì sẽ có các quy định và hướng dẫn toàn diện hơn. Và như vậy thì chúng ta vừa mới đi qua overview về ngành bất động sản khu công nghiệp. Như vậy thì anh Duy và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hai cổ phiếu trong mà hôm nay chúng tôi sẽ nói chính, đấy là công về cổ phiếu SSC và cổ phiếu PHR. Như vậy thì về SSC thì anh Duy anh có nhận định thế nào ạ? Thì qua cái phần so sánh về hai cổ phiếu SSC và PHR thì chúng tôi cũng muốn nói qua thêm là rằng là chúng tôi sẽ so sánh những cái gì ở trong này. Và chúng tôi sẽ ba cái điểm so sánh chính của chúng tôi, đấy chính là về vị trí đất và quỹ đất của hai công ty này nó như thế nào. Thứ hai nữa là cái việc giải phóng mặt bằng hay là cái giá vốn đất của những cái khu của hai cái công ty này ra sao. Tiếp theo nữa là về cái cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp cũng như là cái ý cuối cùng đấy chính là cái tiềm năng tăng trưởng về lợi nhuận hai doanh nghiệp này trong tương lai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cái phần đầu tiên của cái việc so sánh này ngày hôm nay, đấy chính là cái vị trí và quỹ đất. Thì đối với SSC thì hiện tại là quỹ đất của họ chủ yếu là ở Bà Rịa Vũng Tàu, và chúng ta có thể nhìn thấy là cái vị trí Bà Rịa Vũng Tàu rất là thuận lợi để có thể phát triển khu công nghiệp khi mà chỉ mất 60 km là có thể đến được với thành phố Hồ Chí Minh, 50 km là đến sân bay Long Thành, 19 km là đến cảng Cái Mép Thị Vải và 30 km là đến Vũng Tàu. Thì cái vị trí này sẽ giúp cho họ là vừa gần đến trung tâm kinh tế của Việt Nam, ngoài ra nữa thì có thể là đến gần với sân bay Long Thành cũng như là đến bến cảng Cái Mép Thị Vải. Và cái tổng diện tích của SSC hiện tại thì đang là khoảng 2.288 ha diện tích bất động sản, trong đấy thì 68% là quỹ đất của khu công nghiệp. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái quỹ đất của SSC hiện tại đang chiếm khoảng 23% tổng cái quỹ đất về khu công nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đây
cái quỹ đất và cái quỹ đất với cái vị trí địa lý thuận lợi như vậy cùng với cả cái diện tích khá là lớn thì còn được support thêm nữa là bởi cái việc là cái chi phí thanh toán và giải phóng mặt bằng của SSC rất là thấp so với cả các đối thủ khác, bởi vì do là họ đã có cái giải phóng từ cuối năm hai là đã bởi vì do tính đến cuối năm 2020 thì họ chỉ mất có khoảng 2.600.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 1,5 tỷ đồng một ha cho hay là 150.000 đồng một mét vuông cho cái việc giải phóng mặt bằng này. Thì cái việc giải phóng mặt bằng thấp như vậy sẽ giúp cho SSC là có được cái giá cho thuê rất là cạnh tranh so với các đối thủ trong cùng khu vực. Ví dụ như là ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì cái giá cho thuê trung bình khoảng là tầm 65 một mét vuông, 65 đô. 65 đô thì SSC sẽ là khoảng 60 đô. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đây là cái điểm rất là có lợi cho công ty này, và trong ngoài ra nữa thì cái tỷ lệ giải phóng mặt bằng cũng đã trên 80% của cái công ty SSC. Và bây giờ thì mời Giang có thể nói thêm cho quý nhà đầu tư nghe về PHR. Vâng, về PHR thì PHR có một cái điểm khác biệt so với các công ty bất động sản khu công nghiệp, đấy là PHR thì tiền thân của nó đấy là trồng cao su chứ không phải là làm đất khu công nghiệp. Cho nên là trước đây thì PHR có quỹ đất nó lên tới 15.000 ha, là quỹ đất rất là lớn, cực kỳ lớn trong ngành bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên thì doanh nghiệp đã có sự chuyển dịch cái mảng hoạt động kinh doanh của họ từ mảng trồng cao su sang bất động sản khu công nghiệp. Và hiện tại thì với quỹ đất là 15.000 ha thì trong đó là 5.485 ha thì được dành cho phát triển khu công nghiệp và chiếm 33% tổng diện tích khu công nghiệp ở Bình Dương, và phần còn lại hiện đang là nông trường cao su. Cho nên là với PHR thì với việc quỹ đất có sẵn thì PHR chỉ việc đem đất trồng cao su, thanh lý hết cao su đi, thậm chí là PHR còn có thể vừa bán cao su xong rồi còn bán cả gỗ cây cao su và đưa đất chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất sang đất khu công nghiệp, và đã có thể sử dụng cái đấy để làm dự án bất động sản khu công nghiệp rồi. Và hiện tại thì chúng ta có thể thấy là các dự án nổi bật của PHR hiện trong thời gian tới đây thì có dự án gần nhất là dự án khu công nghiệp Tân Bình với tổng diện khu công nghiệp Tân Lập với tổng diện tích là 200 ha thì đang chờ duyệt pháp lý, và chúng ta kỳ vọng rằng là trong năm 2022 thì cái khu công nghiệp Tân Lập 1 này sẽ được chính phủ phê duyệt và được cho phê duyệt dự án này, và có thể đem đến một khoản lợi nhuận doanh thu cho PHR trong tương lai. Với những khu công nghiệp khác như Tân Bình mở rộng, Hội Nghĩa hoặc Bình Mỹ thì hiện tại vẫn đang trong kế hoạch triển khai của PHR từ năm 2022 cho đến năm 2025. Và hiện tại thì PHR đang có khu công nghiệp đang hoạt động, đấy là khu công nghiệp Tân Bình với tỷ lệ lấp đầy là gần 90% và tổng diện tích là 353 ha. Vâng, và sau đây thì tôi sẽ xin phép là được tóm tắt lại cái việc so sánh quỹ đất của chúng tôi đối với hai cổ phiếu này. Thì hiện tại là PHR đang có cái quỹ đất là khoảng tầm 5.800 và khả năng mở rộng thì rất là lớn, lên đến có thể là hơn 10.000 cái 10.000 ha. Còn đối với cả SSC thì cái quỹ đất hiện tại là chỉ khoảng là tầm 2.000 ha thôi. Và cái vị trí địa lý thì PHR là ở tỉnh Bình Dương, còn SSC thì là ở cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì chúng ta có thể thấy là Bình Dương là cái trung tâm khu công nghiệp lớn nhất ở Việt Nam với tỷ lệ lấp đầy cả nước là lên đến 95%, và cái giá cho thuê ở đây là 107 đô một mét vuông. Còn đối với Bà Rịa Vũng Tàu thì hiện tại giá cho thuê chỉ là khoảng 65 đô một mét vuông thôi. Cái giá cho thuê cái tỉnh Bình Dương thì tỷ lệ lấp đầy sẽ cao hơn so với cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại vì do là cái vị trí của Bình Dương thì trung tâm hơn. Cái việc phát triển khu công nghiệp trước giờ sẽ luôn định hướng là các tỉnh xung quanh vệ tinh, xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, sau đấy mới ra các tỉnh lân cận. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây nữa là cái tỷ lệ lấp đầy của PHR hiện tại là 86,15%, trong khi của SSC là 40,8%. Và ngoài ra nữa thì cái giá cho thuê của SSC hay PHR thì đều sẽ thấp hơn so với cả mặt bằng chung của khu vực, giúp cho họ còn tăng thêm lợi thế cạnh tranh và gia tăng được thêm cái tỷ lệ lấp đầy nhanh hơn so với cả các đối thủ khác. Cái việc giá cho thuê thấp như vậy đến từ cái việc là cái chi phí giải phóng mặt bằng của cả PHR và SSC đều thấp mà chúng tôi đã trình bày ở phía trên. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang cái phần thứ hai, đấy chính là cơ cấu sở hữu và điều hành của hai công ty này. Vâng, thì đối với SSC thì hiện tại cả SSC và PHR thì đều có cơ cấu sở hữu là do nhà nước chi phối phần lớn. Trong đấy đối với PHR thì 66,62% là tỷ lệ sở hữu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam GVR. Còn đối với SSC thì tỷ lệ sở hữu của tổng công ty Sona Deji là 46,84% và gián tiếp thêm 10,08% nữa thông qua công ty con khác là Sona Deji Long Thành. Thì công
Thì đối với cái ban lãnh đạo này thì chúng tôi nhận định rằng là đều đều là những cái công ty mà có cái họ có được quỹ đất lớn là bởi vì do có cái mối quan hệ rất là tốt với cả chính quyền địa phương, qua đấy thì giúp họ có thể triển khai được các dự án. Và cái việc có một cái tỷ lệ sở hữu nhà nước lớn như vậy thì cũng sẽ là cái catalyst cho các doanh nghiệp này trong tương lai, là có thể xảy ra là cái việc là thoái vốn. Thì khi mà thoái vốn thì nhà đầu tư sẽ biết đến cổ phiếu nhiều hơn và thông tin nó sẽ minh bạch hơn, giúp nhà đầu tư tốt hơn. Tuy nhiên cái nhược điểm của cái việc là có nhiều sở hữu, tỷ lệ sở hữu nhà nước như vậy thì sẽ khiến cho SSC và PHR là sẽ có cái kế hoạch kinh doanh là nó không aggressive hay là không không tích cực hay là không nhanh nhạy như là những cái công ty trong như là những cái công ty mà có sở hữu tư nhân. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần thứ hai à thứ ba so sánh giữa hai công ty này, đấy chính là PHR và SSC. Thì như tôi đã trình bày với quý nhà đầu tư thì Bình Dương sẽ luôn luôn là cái trung tâm gần với cả thành phố Hồ Chí Minh, qua đấy thì là được thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sớm hơn so với Bà Rịa Vũng Tàu. Chính vì vậy cho nên là cái tỷ lệ lấp đầy của PHR là cao hơn so với cả SSC, dẫn tới là cái lợi nhuận của họ hiện tại là đang cao hơn. Ngoài ra nữa thì PHR cũng có những cái mảng kinh doanh khác như là mảng cao su giúp góp phần tăng trưởng thêm cái lợi nhuận của họ. Và năm 2020 dự kiến lợi nhuận của PHR à 2020 lợi nhuận của PHR là 1.082 tỷ, và dự kiến những năm sau thì sẽ tiếp tục duy trì ở mức quanh 1.000. Đối với SSC thì lợi nhuận của họ thấp hơn hẳn so với cả PHR, chỉ ở mức 186 tỷ năm 2020. Tuy nhiên cái tiềm năng tăng trưởng rất là lớn. Ở đây chúng tôi có dự phóng là 2023 lợi nhuận của SSC có thể là lên đến tận là 481 tỷ, bằng một nửa so với PHR, và tốc độ tăng trưởng thì rất là nhanh. Và sau đây thì tôi sẽ tổng quan lại những cái thứ mà chúng tôi đã làm phân tích đối với hai cổ phiếu này. Thì PHR có vốn hóa là 6.500 tỷ, SSC thì vốn hóa là 3.350 tỷ. Cả hai công ty đều thuộc sở hữu nhà nước, tuy nhiên thì PHR có cái hội đồng quản trị là có nhiều biến động trong những năm vừa rồi, là thường xuyên thay đổi các thành viên hội đồng quản trị cũng như là người điều hành. Thì cái này có thể là gây khó khăn ra cho cái việc điều hành của công ty này. Đối với quỹ đất thì hiện tại là PHR đang có 5.500 ha quỹ đất, trong khi SSC là 2.300 ha. Thì quỹ đất của PHR chủ yếu là ở tỉnh Bình Dương, và của SSC thì chủ yếu là Bà Rịa Vũng Tàu. Và sau đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái tỷ lệ lấp đầy của PHR hiện tại đã 86,2, trong khi SSC là 40,8. Và chúng ta thấy rằng là cái vốn hóa của PHR thì gần gấp đôi so với SSC. Đồng thời với cả việc đấy thì là cái quỹ đất cũng gần gấp đôi. Và ngoài ra nữa thì là chúng ta có thể nhìn thấy là PHR thì có một cái tiềm năng khác là cái quỹ đất của họ vẫn còn rất là lớn, có thể mở rộng lên đến 15.000 ha thông qua cái việc là thay đổi cái mục đích sử dụng đất từ việc là trồng cao su chuyển sang là khu công nghiệp. Cái giá cho thuê ở khu vực Bình Dương cũng rất là cao, khoảng tầm hơn 100 đô một mét vuông, trong khi ở Bà Rịa Vũng Tàu thì chỉ khoảng là tầm 65 đô thôi. Và hai công ty này thì đều có cái chi phí giải phóng mặt bằng rất là thấp, PHR, cho nên giúp cho họ có cái giá cho thuê là cạnh tranh với đối thủ khác. Thì giá cho thuê trung bình của PHR hiện tại là khoảng 95 đô một mét vuông, trong khi SSC là 60 đô một mét vuông. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là PHR thì khá là ổn định rồi, và lợi nhuận sau thuế của họ trong những năm tới là dự phóng là đang đi ngang chỉ khoảng 1.000 tỷ một năm, còn SSC thì vẫn còn rất là nhiều tiềm năng tăng trưởng. Hiện tại là năm 2020 thì là khoảng 186 tỷ một năm, nhưng mà có thể là đến cuối năm 2023 thì sẽ lên đến 500 tỷ. Và sau đây thì tôi sẽ sang những cái catalyst khác của những cái thông tin tích cực trong ngắn hạn mà quý nhà đầu tư khi đầu tư vào PHR hay là SSC có thể quan tâm và lưu ý, và mời Giang có thể trình bày cho quý nhà đầu tư lắng nghe. Cảm ơn anh Duy về phần so sánh về hai doanh nghiệp vừa 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 rồi là về PHR và SSC. Và hiện tại thì tôi xin phép nói qua về một vài catalyst. Vì sao chúng ta nên đầu tư vào PHR và SSC, và hai doanh nghiệp này có câu chuyện gì trong khoảng thời gian tiếp theo. Đầu tiên thì tôi xin phép nói về PHR. Thì hiện tại PHR có 3 thứ chúng ta có thể thấy rõ. Và đây thì em xin tổng kết lại là có 3 thứ, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời ở đây thì nó phù hợp cho cả PHR và SSC về cái vấn đề vĩ mô thế giới thì tác động như thế nào đến cái ngành bất động sản khu công nghiệp nói chung và PHR và SSC nói riêng. Như trong phần 1 thì như tôi và anh Duy đã có nói qua thì chúng ta có cái chính sách Trung Quốc cộng 1, chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung Quốc, hoặc là về nhân hòa thì về đối với nhân hòa thì đối với PHR thì có sự chuyển dịch mô hình kinh doanh dần từ cao su sang khu công nghiệp, và cái này đã khiến cho cái biên lợi nhuận cũng như cái ROE của doanh nghiệp đã được cải thiện rất là nhiều, và có thể có ghi nhận lợi nhuận đột biến từ V-SIP 3, thay đổi đến từ ban lãnh đạo, tăng cổ tức, giảm khen thưởng.
Thì với những cái catalyst về phần nhân hòa, các những catalyst đến từ nội nội tại của doanh nghiệp, thì trong đây tôi sẽ nói rõ hơn. Vậy thì như thế nào gọi là ghi nhận lợi nhuận? Ghi nhận lợi nhuận từ phần V-Ship 3. Đấy có nghĩa là rằng là PHR trong năm nay thì dự kiến rằng ban lãnh đạo sẽ chuyển đổi, sẽ bán cái đất, sẽ bán một phần đất cho khu công nghiệp V-Ship 3 sang cho chủ đầu tư chính là V-Ship với cái giá là 898 tỷ, với tổng diện tích là 691 ha. Và theo kế hoạch của ban lãnh đạo thì năm nay ban lãnh đạo có kế hoạch ghi nhận là 691 tỷ thu nhập bồi thường cho năm 2021. Điều này sẽ được ghi nhận vào phần lợi nhuận khác trong cái income statement của doanh nghiệp và có thể giúp cho cái lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được tăng trưởng trong năm nay. Và ngoài ngoài cái việc mà ghi nhận được cái cục lợi nhuận khác trong như thế thì V-Ship 3 sẽ đóng góp lợi nhuận trong chung dài hạn cho PHR. Cụ thể, PHR sẽ ghi nhận 20% thu nhập được chia từ doanh số bán đất tại khu công nghiệp này và 20% lợi nhuận được chia từ cổ phần trong dự án khu công nghiệp này. Vậy về việc nếu ban lãnh đạo giữ nguyên cái kế hoạch này và ghi nhận đâu đấy gần 700 tỷ trong cái kết quả kinh doanh năm nay thì PHR sẽ có một cái kết quả kinh doanh khá là ấn tượng cho năm 2021. Tiếp theo là việc giảm trích quỹ và chi cổ tức với lợi suất tốt. PHR năm nay có một cái mức lợi suất cổ tức khá là hấp dẫn với cổ tức tiền mặt năm 2020 là 45% và tương đương lợi suất 7.8% tại mức giá 58.000 một cổ phiếu. Và hiện tại thì PHR đã tạm ứng 2.500 đồng một cổ phiếu vào quý 1 2021, có nghĩa rằng chúng ta vẫn còn 20% cổ tức bằng tiền mặt vẫn chưa được thanh toán. Ngoài ra thì với việc trích quỹ khen thưởng thì năm nay PHR chỉ trích quỹ khen thưởng đâu đấy khoảng 75 tỷ, giảm đâu đấy gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Và đây là một cái tỷ lệ tương ứng là 7.9% lợi nhuận sau thuế từ công ty mẹ. Và trong phần này thì tôi cần lưu ý rằng đối với những công ty mà có mang tính chất có mang yếu tố nhà nước thì thường thường cái quỹ khen thưởng này nằm lúc đấy khoảng 15 đến 20% lợi nhuận sau thuế từ công ty mẹ. Tuy nhiên PHR chỉ có một mức là 7.9%, khá là khiêm tốn. Và ngoài ra thì cái kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2021 của PHR thì ban lãnh đạo đưa ra cái kế hoạch là tối thiểu 40%. Đây là một mức khá là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Vâng, và mời Nga và mời Giang có thể tiếp tục chia sẻ cho quý nhà đầu tư về catalyst của SSC. Vâng, về cái catalyst của SSC thì đầu tiên thì chúng ta cần, như lúc nãy anh Duy còn nói rằng là SSC là công ty con của tổng công ty mẹ Sonadeji, và với có công ty mẹ như thế cho nên SSC có được sự hỗ trợ kinh nghiệm phát triển bất động sản khu công nghiệp cũng như mạng lưới và quan hệ với địa phương của công ty mẹ. Ngoài ra cũng như lúc nãy anh Duy đã nói thì SSC có vị trí thuận lợi, quỹ đất lớn và chi phí giải phóng mặt bằng thấp. Với chi phí giải phóng mặt bằng thấp cho nên là SSC hoàn toàn có thể có được mức giá chào thuê cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh khác, tuy nhiên vẫn giữ được cái mức biên lợi nhuận khá là hấp dẫn. Và tiếp tục là cái catalyst có thể nói là đột biến trong năm nay, đấy là SSC đã bắt đầu ghi nhận doanh thu từ khu đô thị Hữu Phước. Chúng ta cần lưu ý rằng khu đô thị Hữu Phước này là một cái dự án khu dân cư mà SSC làm có nghĩa là trong 10 năm gần đây thì đây là khu đô thị dân cư mà lần đầu tiên SSC làm. Thì nếu mà book cái doanh thu từ cái khu đô thị Hữu Phước này thì cái lợi nhuận của SSC cho năm nay sẽ có một mức tăng trưởng đột biến so với năm ngoái. Vâng, và chúng tôi muốn lưu ý thêm với quý nhà đầu tư rằng là nếu mà quý nhà đầu tư nhìn vào cái bức tranh về tăng trưởng lợi nhuận mà chúng tôi đã dự phóng đối với PHR và SSC thì cũng sẽ có thể thấy rằng là PHR hiện tại đang khá là ít catalyst để có thể là tăng về giá hay là về lợi nhuận của họ. Còn đối với SSC thì mặc dù là hiện tại là cái kết quả kinh doanh của họ là không tốt so với cả PHR, tuy nhiên họ lại có rất là nhiều cái tiềm năng để tăng trưởng về cái lợi nhuận cũng như là về giá trong tương lai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến cái yếu tố cuối cùng, đấy chính là những cái rủi ro mà chúng ta cần lưu ý khi mà đầu tư vào cái cổ phiếu SSC hay PHR này. Thì chúng tôi có một cái rủi ro chung, đấy là cái việc là dòng vốn FDI có thể là sẽ bị giảm do cái ảnh hưởng của dịch Covid lần thứ tư. Còn hai cái rủi ro riêng đối với từng cổ phiếu đó chính là đối với PHR thì là rủi ro về pháp lý trong việc là phê duyệt cái việc là chuyển đổi mục đích sử dụng đất là từ trồng cao su sang khu công nghiệp, và thứ hai nữa là cái biến động giá cao su thì có thể là ảnh hưởng xấu đến cái khả năng tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp. Còn đối với SSC thì cái yếu tố đầu tiên cũng sẽ là cái rủi ro pháp lý cùng với cả việc đấy là, và cái yếu tố thứ hai đấy là tỷ lệ hấp thụ khu công nghiệp Châu Đức thì hiện tại là đang có tốc độ tăng trưởng chậm lại so với cả quá khứ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả cái yếu tố đầu tiên, đấy chính là cái dòng vốn FDI ảnh hưởng bởi dịch Covid lần thứ tư. Thì như quý nhà đầu tư đã biết thì là cái dịch Covid hiện tại là đang ảnh hưởng rất là nhiều đến
kinh doanh của người dân tại Sài Gòn cũng như là cái sinh hoạt của họ. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái dòng vốn của FDI thì 6 tháng 2021 cũng đang thấp hơn so với cả 6 tháng 2020. Thì những cái yếu và sau đấy thì là những cái chỉ thị mà toàn quốc mà nhà nước đối với toàn quốc là ví dụ như là không được ra ngoài đường hay là giãn cách xã hội, thì những cái thứ đấy là sẽ khiến cho cái việc là nhu cầu về sản xuất cũng là nhu cầu về sử dụng khu công nghiệp hay là cái việc là không bay được giữa các nước với nhau thì cũng sẽ gây ảnh hưởng khó khăn đối với cả cái nhóm bất động sản khu công nghiệp này. Vâng, và có thể nói là cái làn sóng của dịch Covid-19 lần thứ tư đã gây ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế của Việt Nam. Tại vì trong bối cảnh hiện tại thì các nước phát triển, một vài nước đang phát triển thì đang có cái tỷ lệ tiêm vaccine khá là khả quan và cái tốc độ phát triển kinh tế của thế giới đang có cái tín hiệu hồi phục. Có nghĩa là cái nguồn cầu đang có dấu hiệu hồi phục trong khi nguồn cung thì vẫn đang có một cái sự khá là chậm nhịp so với nguồn cầu. Và nếu mà cái Việt Nam vẫn chưa thể nào mà dập tan được cái đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này thì hoàn toàn có thể các nước phát triển như các đối tác của chúng ta, các đối tác quốc gia đối tác của chúng ta như kiểu Mỹ hoặc châu Âu có thể tìm đến những quốc gia khác mà đang có thể áp chế được cái làn sóng Covid-19 tốt hơn Việt Nam tại thời điểm này. Thì như vậy thì cái dòng vốn FDI hoàn toàn có thể chuyển dịch từ Việt Nam sang các nước khác, thì đây có thể là hoàn toàn là một cái rủi ro vĩ mô đối với ngành bất động sản khu công nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên là tôi cũng muốn nói thêm rằng là chúng ta cũng đã bắt đầu tiêm vaccine cho cái chủng Covid này rồi, và cái việc tiêm vaccine này thì cũng sẽ góp phần nào đấy hạn chế được cái dịch bệnh. Và ngoài ra nữa thì là cái việc tình hình kinh tế, cái số ca nhiễm bệnh thì có thể là vẫn đang tăng tiếp, nghĩa là vẫn chưa thấy là cái số lượng đạt đỉnh. Tuy nhiên thì hiện tại là cái việc là giãn cách xã hội ở Hồ Chí Minh thì cũng sẽ giúp cho việc này nó được hạn chế bớt, cho nên là quý nhà đầu tư có thể là bớt lo lắng phần nào. Cái ảnh hưởng của cái dịch Covid này nó sẽ chỉ mang tính chất là ngắn hạn mà theo chúng tôi đánh giá, và sau đấy trong dài hạn thì vẫn là rất là tốt, bởi vì do là đến từ cái việc là cái giá thuê hay là cái giá nhân công, giá điện hay là cái vị trí địa lý của Việt Nam đều rất là thuận lợi để cho các nhà đầu tư quan tâm trong dài hạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến cái rủi ro đầu tiên của PHR, đấy chính là rủi ro liên quan đến pháp lý. À, vâng, về pháp lý thì như phần vừa nãy tôi còn nói qua thì PHR cái bản chất đấy là chuyển đổi đất từ đất cao su sang đất khu công nghiệp, và hiện tại thì bộ máy chính quyền của tỉnh Bình Dương đang bị sai phạm. Cho nên là cái việc chuyển đổi đất từ đất cao su đến khu công nghiệp sẽ có thể sẽ bị chậm nhịp trong một khoảng thời gian tiếp theo. Và ngoài ra thì như tôi đã nói trong phần trước thì cái catalyst của PHR cho năm nay có thể đến một phần từ việc ghi nhận từ việc chuyển đổi đất V3, khu công nghiệp V3. Tuy nhiên trong bối cảnh mà hiện tại ban lãnh đạo của tỉnh Bình Dương mà hiện vẫn đang bị vướng mắc những cái sai phạm, thì cái vấn đề chuyển đổi hoặc là ghi nhận đất này, ghi nhận cái khoản doanh thu khoảng 700 tỷ này vẫn có thể xuất hiện rủi ro là ban lãnh đạo chưa thể nào ghi nhận được cái lợi nhuận vào trong năm nay. Và ngoài ra thì PHR thì đang trong quá trình xin cấp phê duyệt nhiều khu công nghiệp mới, và trong cái vấn đề cái rủi ro pháp lý này vẫn đang tiếp diễn, thì cái vấn đề xin cấp phê duyệt này có thể sẽ bị chậm trễ, khó mà có thể hoàn thành trong 2021 hoặc 2022 được. Đây có thể là một cái rủi ro lớn nhất của PHR tính tới thời điểm hiện nay. Vâng, và cái rủi ro của PHR của chúng tôi muốn nói đến ở đây chính là cái biến động giá cao su thì có thể làm ảnh hưởng đến cái khả năng tăng trưởng kinh doanh. Thì chúng tôi cũng đã có một cái phân tích ở đây, thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các sản phẩm cao su hiện tại vẫn đang chiếm đến tận 65% cái tỷ trọng doanh thu của PHR, và cái việc này thì cái giá cao su toàn cầu thì hiện tại là đã tăng gấp đôi trong một năm trở lại đây và đang về gần với cả cái mốc đỉnh năm 2016. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là khi mà giá cao su mà đặt quay về cái mốc đỉnh đấy và sau đấy là không tăng tiếp mà chuyển sang là giảm, thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian dài, trong ngắn và trung hạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả cái rủi ro pháp lý của SSC. Vâng, SSC thì đã là các doanh nghiệp bất động sản thì pháp lý vẫn là một cái rủi ro luôn hiện hữu và tiềm ẩn trong nội bộ của doanh nghiệp. Đối với SSC thì có cái rủi ro pháp lý lớn nhất của SSC có lẽ là nằm ở phần dự án BOT. Hiện tại thì SSC có dự án BOT 768, tuy nhiên dự kiến rằng cái dự án này sẽ có thể kéo dài thời gian thu phí ra thêm 2 đến 3 năm do đang tạm dừng đầu tư thêm. Điều này đồng nghĩa rằng là cái dòng vốn của SSC có thể sẽ bị đọng vốn trong cái dự án này. Và đối với những cái dự án khác
Như em đã nói trong phần trước thì các khu công nghiệp đều cần được phải sự có sự phê duyệt của cấp chính phủ hoặc cấp tỉnh thành, thì cái tính pháp lý vẫn có thể sẽ gây nên áp lực vô hình lên các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Ngoài ra thì với cái nghị định 82 thì với việc mà chỉ cho phép lãnh đạo cấp tỉnh có thể phê duyệt tiến độ các dự án thì cũng có thể gây nên một cái sự chậm trễ trong việc phê duyệt các dự án bất động sản khu công nghiệp của SSC trong thời gian tới. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã nói thêm rằng là cái nghị định này có thể là sẽ được sửa đổi trong thời gian tới, khi mà những cái dự án mà khu công nghiệp dưới 220 thì có thể là sẽ chỉ cần là quản lý cấp tỉnh thôi là đã được phê duyệt, cấp tỉnh đúng không? Cấp tỉnh thành thì có thể phê duyệt. Quản lý cấp tỉnh thành thôi là đã được phê duyệt rồi, và nó sẽ giúp là cải thiện cái tiến độ phê duyệt dự án của các khu công nghiệp. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái rủi ro cuối cùng của SSC, đấy chính là chúng tôi nhận ra rằng là cái tỷ lệ hấp thụ của SSC tại khu công nghiệp Châu Đức là hiện tại là đang bị chậm lại. Thì trong 2016 thì tỷ lệ hấp thụ của cái khu này là 16% và tăng đột biến năm 2019 lên 34%. Tuy nhiên từ 2020 cho đến quý 1 2021 hiện tại thì đang tăng khá là chậm. Hiện tại là tỷ lệ lấp đầy là khoảng 41% và cái tỷ lệ lấp đầy của mức trung bình ngành là 72%. Và cái tỷ lệ lấp đầy này của SSC nếu không được cải thiện trong tương lai thì sẽ ảnh hưởng tới cái doanh thu và lợi nhuận của công ty, khi mà cái nguồn cung của cái nhu cầu bất à khi mà cái nguồn cầu bất động sản khu công nghiệp sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép là dành ra 5 phút quảng cáo, là hiện tại là chúng tôi đang có các chương trình là la bàn đầu tư được hay gọi là tiêu điểm vĩ mô và cập nhật tình hình các kênh tài sản sẽ được phát sóng vào lúc 15:30 thứ hai hàng tuần. Có chương trình 360 độ cổ phiếu là phân tích về một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang thử nghiệm một format mới, đấy chính là so sánh hai cổ phiếu với nhau. Và cái chương trình này thì sẽ được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và cuối cùng là cái chương trình đối thoại PM thì sẽ chia sẻ với cả các PM về triết lý cũng như chiến lược đầu tư của họ vào lúc 9:00 thứ bảy hàng cách tuần. Và sau đây thì là tôi sẽ xin phép là giới thiệu về quý nhà đầu tư là các mã QR code, bao gồm là những cái mã mà tham gia vào học, có thể là quý nhà đầu tư có thể tham gia vào các khóa học của chúng tôi thông qua học viện DeepWell, hay là tham gia vào các nhóm group Zalo, hay là các cộng đồng Facebook về việc tích sản hay là đầu tư cổ phiếu theo phương pháp phân tích kỹ thuật. Và bây giờ là xin phép là được cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe, và chúng ta sẽ cùng sang với cả phần hỏi và đáp. Dạ vâng. Có bạn là Nguyễn Đức Minh, bạn có hỏi rằng là tiến độ khu đô thị Hữu Phước của SSC đến đâu rồi ạ? Thì Giang có thể trả lời cho quý nhà đầu tư câu hỏi này. Hiện tại thì đối với việc là tiến độ khu đô thị Hữu Phước thì em có thể hiểu đây là khu dân cư Hữu Phước, thì đây là dự án khu đô thị đầu tiên của SSC sau hơn 10 năm tích lũy quỹ đất. Thì hiện tại thì tổng diện tích đất của khu dân cư đâu đấy khoảng là 40.62, thì có kế hoạch mở bán năm 2021, thì kế hoạch của doanh nghiệp thì kế hoạch mở bán năm 2021 thì sẽ đạt đâu đấy khoảng doanh thu là 90 tỷ và lợi nhuận gộp đâu đấy khoảng 45 tỷ về năm đầu. Vâng, và sau khi thì họ có kế hoạch mở bán, thì sau khi mở bán xong thì sẽ tiến hành là bắt đầu là xây dựng và sau đấy là bàn giao, thì khi đấy sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Thì dự kiến nếu như mà mở bán vào năm 2021 thì họ sẽ ghi nhận vào cuối 2022 và đầu 2023. Tuy nhiên thì với tình hình Covid như vậy thì như hiện tại thì có thể là cái việc mở bán nó sẽ diễn ra là không suôn sẻ được như cái kỳ vọng ban đầu của ban lãnh đạo. Vâng, và có bạn, và các ngoài ra thì có các bạn Vũ Toàn có yêu cầu chương trình là so sánh với cả cổ phiếu KBC, và bạn Vega Spirit thì có muốn phân tích cổ phiếu LHG. Và chúng tôi sẽ cảm ơn cái sự quan tâm của quý nhà đầu tư, và chúng tôi sẽ cố gắng là tiến hành cập nhật và phân tích những cái cổ phiếu này trong các chương trình tới. Ngoài ra nữa thì có bạn Tiến Nguyễn thì có hỏi rằng là không biết là có thể xin được slide của chương trình không, thì rất là xin lỗi bạn là cái slide của chương trình thì sẽ không thể nào mà chia sẻ được. Bạn có thể là tiếp tục theo dõi thông tin của slide thông qua cái việc là theo dõi chương trình và có thể chụp lại cái màn hình đấy để có thể xem thêm. Và bây giờ thì mình đã thấy là cũng không còn cái câu hỏi nào thêm, thì xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn đã tham gia ngày hôm nay, và xin phép là được tạm dừng chương trình và hẹn gặp lại các bạn vào 3:30 chiều thứ năm tuần sau. Xin phép cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.